Ngay sau khi điều tra dịch tễ phát hiện một trong ba tài xế giao hàng dù ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 tại quyền Đức Hòa đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, bệnh viện đã khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định. Kết quả đã truy vết được 8 F1 là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa có tiếp xúc gần với trường hợp F0 này, hiện tất cả các F1 đều đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2. Ngoài ra, bệnh viện cũng truy vết được 38 F2 là người nhà của các nhân viên y tế và 35 F2 là nhân viên y tế của bệnh viện. Các F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR đang chờ kết quả. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cũng tạm ngưng hoạt động để tiến hành phun khử khuẩn tất cả các khoa phòng, khuôn viên bệnh viện, đồng thời lấy mẫu test nhanh toàn thể nhân viên bệnh viện và bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân đang điều trị tại đây.